Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Trẻ Chó RockWeller Hà Nội. Hôm nay nhân tiện là Siro lên giống lần đầu tiên Saler ấy. Thì RockWeller Gaby chia sẻ với các bạn về cái chu kỳ lên giống của chó cái. Đây là Siro, đây là Yumi và đây là Masi. Siro thì sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Đến hiện tại bây giờ là hơn 10 tháng một chút, lên giống lần đầu tiên. Thì cái con chó cái của giống RockWeller cũng như là các cái giống chó to thì cái chu kỳ lên giống của nó lần đầu tiên nó thường là ở tháng thứ 9, thứ 10, thứ 11 là ba cái tháng mà đa số là các cái con chó cái nó sẽ lên giống ở cái thời điểm đấy. Lần đầu tiên sẽ là ở cái tháng tuổi thứ thứ 9, thứ 10 và thứ 11. Như Siro này là coi như là hơn 10 tháng. Masi lúc trước cũng thế, Masi lúc trước thì cũng ở khoảng tầm này, cũng khoảng hơn 10 tháng là lên giống. Những con chó cái mà nó lên giống lần đầu mà nó lên giống sớm, nó trưởng thành sớm thì có thể nó lên giống từ tháng thứ 7, từ tháng thứ 8. Thứ 7 thì hiếm gặp. Thứ 7 thì có thể nó, những cái con có thể gọi là nó bị lên giống nó ở cái diện quá sớm. Nhưng thường thường những con lên giống sớm thì nó có thể từ tháng thứ 8 đã lên giống rồi. Những con mà lên giống muộn thì lần đầu tiên của nó có thể là tháng thứ 12, 13. Thậm chí có những con nó đặc biệt có thể đến những tháng thứ 14. Siro nè, Siro nè. Ừ, chen vào với mẹ. Thì ngồi cái này cũng được. Thế thì anh ngồi xích rồi. Mà thêm Messi sang đây này. Lên hẳn thế. Mi lên hẳn. Rồi, ngồi đây. Thôi Yumi đấy. Thì nói về cái chu kỳ lên giống của chó cái thì lần lên giống đầu tiên nó rơi vào khoảng tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn 1-2 tháng. Các cái lần lên giống tiếp theo thì nó sẽ cách nhau 5-6 tháng. Thường thường là nó sẽ cách nhau cái chu kỳ chuẩn, có thể nói là nó cách nhau 6 tháng. Giả sử như là Siro bây giờ lên giống lần đầu tiên nó là 10 tháng này, 10 tháng rưỡi thì cứ coi như gọi là 10 tháng đấy. Thì lần tiếp theo sẽ là 16 tháng nó sẽ lên giống lần thứ hai. Có thể là 15 tháng, bởi vì những cái con chó non thì và không cho nó sinh sản ngay thì cái chu kỳ lên giống của nó sẽ dài hơn. Càng về sau thì cái chu kỳ lên giống nó có thể nó sẽ xa hơn, nó có thể 7 tháng nó mới lên giống một lần. Thì chia sẻ như vậy để cho các bạn mới nuôi chó cái lần đầu tiên thì các bạn cũng biết được. Và với các cái giống chó to thì cái tuổi thanh niên của nó có thể coi là nó bắt đầu từ khoảng tầm 9-10 tháng nó mới bắt đầu nó bước vào tuổi thanh niên. Thì các bạn không nên cho nó phôi giống ở lần đầu tiên, không cho sinh nên cho sinh sản ở lần đầu tiên, bởi vì khi ấy con chó nó vẫn đang tuổi lớn, nó vừa mới chớm bước vào cái tuổi lớn, chớm bước vào tuổi thanh niên của nó. Thì mà chúng ta cho đẻ ngay thì con chó nó vẫn non, nó chưa phát triển hết, nó sẽ rất là hại cái con chó mẹ và đàn chó con đẻ ra. Thì khi mà con chó mẹ cái cơ thể nó chưa có phát triển thì chó con đẻ ra nó cũng không ra sao cả, nó yếu hoặc nó xấu hoặc là này kia rất nhiều thứ. Thì chúng ta nên là với cái giống chó to nên cho nó sinh sản sau 15 tháng, còn nếu mà tốt nhất thì là nên cho sinh sản sau khi con chó nó đã 20 tháng, tức là hết tuổi thanh niên rồi, bước vào cái tuổi gọi là chớm vào tuổi trưởng thành đi. Còn con chó cái thì nó trưởng thành thì nó khoảng tầm 2 năm rưỡi nó sẽ trưởng thành, nó sẽ phát triển hết. Ngồi dậy, Siro ngồi dậy. Đây, Siro là coi như là lên giống lần đầu tiên hôm nay là khoảng ngày thứ 3, ngày thứ 4 rồi. Mẹ Melsi là đẻ Siro là lần đầu tiên khi mà mẹ Melsi 2 tuổi mới cho Melsi đẻ.
Siro là đàn quân đầu tiên của Nasi đấy. Ngồi xích vào đây. Hai nhỉ con. Ngồi xích vào. Thì các bạn lưu ý nhá, với các cái giống cho to thì nó như thế, còn với các cái giống cho nhỏ thì cái chu kỳ lên giống của nó cũng là 5-6 tháng nó sẽ lên giống lại một lần, nhưng mà cái lần lên giống đầu tiên của nó sẽ sớm hơn các cái giống cho to. Với các giống cho nhỏ thì con chó nó trưởng thành sớm hơn. Cái lần lên giống đầu tiên của nó có thể là khi con chó nó khoảng tầm 7 tháng đã lên giống rồi. Đại đa số nó sẽ lên giống ở lần đầu tiên là khoảng 7 tháng, 8 tháng. Nhưng con nào chậm thì có thể 9-10 tháng. Còn chó to thì nó trưởng thành muộn hơn, nó lên giống muộn hơn. Xích đây. Chia sẻ một số cái điều về cái chu kỳ sinh sản của con chó cái. Cho các bạn nuôi chó lần đầu tiên thì các bạn nuôi chó lần đầu tiên thì các bạn tham khảo kênh của Trại Chó Rockefeller Gaby cũng chia sẻ rất nhiều thứ về cái vấn đề nuôi chó, thì các bạn có thể tìm ở trên kênh và các bạn xem là có tham khảo cái gì các bạn tham khảo, bởi vì nhiều bạn thấy hỏi mình ID hỏi mình hay là có thể gọi điện hỏi những cái mà Trại đã post video hướng dẫn các bạn chi tiết lên rồi nhưng mà vẫn nhiều bạn không xem mà vẫn cứ hỏi, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ xem một loạt các cái video trước để xem có cái video hướng dẫn mà mình cần không. Đặc biệt là trong cái list danh sách video hướng dẫn chăm sóc chó của Trại Gaby thì các bạn lưu ý các bạn tìm ở đây trong đấy trước, không có thì các bạn lên ID các bạn hỏi. Còn mỗi một ngày thì Trại Chó Rockefeller Gaby là có nhận rất nhiều cái cuộc gọi lỡ, thì các bạn gọi mà thấy trại không có bắt máy thì các bạn cũng thông cảm nhé, bởi vì là cũng rất là bận. Bạn nào mà có cái yêu thích cho con hay là như nào đấy giao lưu gì đấy thì các bạn gọi không được thì các bạn để lại tin nhắn cho trại nhé, có thể là kết bạn qua Zalo hoặc là để lại tin nhắn trực tiếp. Xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you later.
tí nữa một chân. Nhìn máy đâu? Máy đâu? Chứ My vào giữa đây. My, My vào đây. My, Yumi, đây đây. Đây đây. Yumi. Chờ đây. Chị luôn ngồi chưa? Để sắp xếp chỗ cho chị Yumi. Này hả? Nhìn kia kìa. Nè. Rồi, cùng nhìn vào kia. Cùng nhìn vào máy cái quay kìa. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you later.